Đánh cá mọi người. Ờ được rồi, được rồi, được rồi. Cá lóc. Ủa con mẹ ơi, cá lóc. Trời ơi. Tao ăn hồi nào tao không hay luôn á. Không thấy phao gì chứ. Lóc cứng mọi người. Đây. Ham ăn. Để này nó phóng ra ngoài mất công. Hả? Phóng à. Alo chào mọi người nha. Hello mọi người. Tôi đang có mặt ở trong lốc nè. Bây giờ mình hướng ra cái rừng tràm Tha La nha mọi người. Ra đó để câu cá với lại cắm câu. Không biết nghe mấy anh bạn nói nó cũng cá nhiều lắm mà không biết thế nào mọi người. Thì giờ mình tới đó đi rồi mình ăn uống nghỉ ngơi rồi mình câu cần tay rồi chiều mình cắm câu nha mọi người. Mồi câu của mình là mồi cắm câu mồi dế nha. Đầy đủ luôn nghề hết nè, để cho mọi người xem nha. Đó, cái bọc màu vàng là bọc con câu cắm đó mọi người. 60 cây nha. Còn cái bọc này là bọc dế nè, bọc màu hồng hồng màu dế nè. Còn đường trước mặt mình là cái đường này đường thành lên lên núi Sam nè, đường mà Châu Đốc mới mở để cho khách du lịch đi nè. Đường cũng khá đẹp nha mọi người. Thì giờ mình hướng lên rừng tràm Tha La nha. Rồi mời mọi người theo dõi hành trình của anh em chúng tôi nha. Thì tôi có hai thành viên thôi, thì tôi mọi người biết rồi nha. Còn này là Trận nè, chào mọi người Trận. Hello, chào mọi người. Đó, thì đồng hành cùng tôi nha mọi người. Mời mọi người theo chân hai anh em chúng tôi nha. Ở đây phải đi. N1 nè, hiểu không? Hồi nãy mình rẽ trái thì rẽ phải luôn đó, mình ra đây mình đi nè, hiểu không? Đó, mọi người thấy trước mặt mình là ở đây Châu Đốc bữa nay là lũ lên nha mọi người, mình mong luôn nha. Thì chiều nay á, là chương trình là anh em hai anh em tôi cắm hai nơi luôn, một cái cắm trong rừng tràm, một cái cắm ngoài đồng lũ luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy đồng lũ không, nước mênh mông thiên địa nè. Tôi zoom gần cho mọi người xem nha. Quá lũ lên quá trời nè, thấy không? Ngập đường hết nè. Bên đây cũng vậy nè. Đó. Thì mình sẽ cắm hai nơi nha, một cái cắm trong rừng, cái cắm ở ngoài nha mọi người. Coi như thế nào thì mình từ từ tính tiếp. Ở bên vùng Châu Đốc này bây giờ là nước lũ tràn đồng hết nha mọi người. Nước lũ rồi mấy bờ này là cắm câu ngon lắm nè. Đó, thì có nay mình chơi thử mọi người, chưa biết sao nữa, nhưng mà theo tôi phán đoán là chắc là cá cũng được lắm đó, chứ không có tệ đâu nha. Mọi người nhớ xem hết bộ phim nha mọi người. Lên cái cầu này sẽ tới mọi người. Miền Tây thì đường xá nó hơi khó nha mọi người. Càng sao cầm thò đầu ra lấy cái kê là mà kéo kiếm xuống thò đầu ra lấy cái bánh xe ngay mấy cục đá đi. Còn không thôi xuống dẫm thêm cục đá đi. Xuống lấy cục đá trên thêm cục nữa đi. Được. Qua cầu này là mình tới nha mọi người. Vùng này lũ về mênh mông hết mọi người. Tràn đồng hết nè. Kênh này là kênh Vĩnh Tế nha mọi người. Anh Hai. Hai. Là Bảo đây hả? Dạ em Bảo. À. Anh Hai chào khán giả, anh Hai này em quay phim.
Đây là anh Hai giữ rừng nha mọi người. Đúng rồi. Anh Hai, tình hình này mình cấm câu có không anh Hai? Có. Có cá hả? Cá à. Rồi, có cá đó. Thôi giờ là 12 giờ trưa rồi, nắng quá. À, vô cơm nước đi rồi cái rồi. Cho nên là vô mình ăn cơm nước xong nghỉ ngơi rồi chiều câu nha mọi người. Rồi. Rồi, ok. Nha mọi người. Chiều nay mình sẽ cắm vòng vòng cái khu rừng này nè mọi người. Đó, mấy cái láng này nè. Đó, mọi người thấy cái để thấy cũng êm quá ha, không biết tình hình thế nào mọi người. Mọi người thấy nguyên bầy cá không? Quá trời cá đó. Nguyên bầy cá đó mọi người. Đó, mọi người thấy mấy cá lóc ở đầu không? Đó, nó ở đầu đó mọi người. Đó, nó ở đầu nhóc chẳng thấy không? Trời nắng hơi chói nha. Đó, nó ở đầu đó mọi người. Mấy con lội lội đó, thấy không? Sen này cũng ngon nè, chiều mình sẽ móc lỗ mình cắm ở đây luôn nè mọi người. Đây là cái ổ ong nè mọi người. Ổ ong này nãy mình đi ngang nó dứt mình hết dứt thì sưng cái dai đau quá mọi người. Đi vô rừng mọi người cẩn thận nha. Ong hay là mổ với mấy lồng cây lắm. Nãy đi ngang mình không thấy nó làm mình dứt quá đau à. Khi vô rừng mình cẩn thận chứ ngồi không chích cho mọi người. Giờ mình ăn cơm mọi người. Được anh Hai đẩy món chuột đồng chiên. Chuột đồng chiên nè. Cá nó bên chua. Cá bông hú. Với cá nó bên chua. Múc cá kho nữa đi. Rau đồng rồi. Với cá kho nó múc cá kho cho đem lên mọi người. Thôi mời mọi người ăn nha. Cô. Rồi cho em miếng cá kho luôn. Ba món nha mọi người. Chuột đồng chiên nè, cá phi cô xã nè, với lại cá phi nước bên chua. Tôi mời mọi người ăn cơm nha. Ăn xong mình câu mọi người. Đủ quá kỹ. Ăn rõ ràng. Phải nước rồi. Đâu? Trời ơi, mà giật dành xíu nó xảy mà nó thừa lưỡi. Chứ nó ăn thì dùm dịp phao phải giật lên trên. Vì sao nó thừa lưỡi? Nó sức mép mà nè. Mày giật mạnh quá, nó tức mép á. Đâu, đâu? Chuyến cá lóc hả? Dựng lọt xuống không vậy? Dồi, nuốt lưỡi rồi, con khỉ gì. Đâu gỡ coi, gỡ coi. Trời ơi. Phải nó không nữa, không phải đâu. Rồi. Nó. Cá vô nha mọi người. Lấy ra thôi. Nó bình tĩnh ở chỗ mà rỉ rỉ thôi, nó có chứ mày đi tới luôn hoài cũng vậy à. Tiếng cá mọi người. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Cá lóc. Wow. Con mẹ ơi, cá lóc. Trời ơi. Nó ăn hồi nào tao không hay luôn á. Không thấy phao gì chứ. Nó cứng mọi người. Ham ăn. Để này nó phóng ra ngoài bất công. Hả? À. Ấu à. À, trời ơi, cái đồ biển đó trời.
rô biển quá nhiều mọi người. Mình kiếm cái rô đồng mà có cái rô biển không à, chắc cũng lấy đỡ mọi người. Lấy không chặn chứ câu dính không lẽ không lấy. Con này nó ham ăn quá. Nhiều rồi đó mọi người. Thế mẹ rồi nó cũng dính nha. Mình làm động tối mấy cá lóc có nhát không? Hả? Dạ. Mình làm động tối mấy cá lóc có nhát không? Không ăn câu không? Cái rùa biển tao bằng tay nửa kilo mà chỉ nhỏ nhỏ không ha. Chắc phải chịu cực câu con sen rồi. Dính lên cá. Cá luôn mọi người. Rô biển nha mọi người. Nhỏ mọi người. Nhỏ vậy không biết. Nhỏ ăn không dính mọi người.
không ụt nhấu chứ. Chín không? Dạ. Chín không? Cái lô lòi đụ mà giữa liền. Trời. Có chừng cái đồ biển á. Chứ không phải nó đâu. Là cho nhẹ cần câu họ nó hư đó. Mày ra bật bật là thấy xong rồi đó. Nó hư không có mà chơi đấy. Tại vì câu đứa tao bị phim chứ đâu phải biển nữa. Liền kỳ luôn mọi người, cái đường biển mà sao nhỏ quá, nhưng nó chưa có cái lớn ha. Có cá là vui mọi người, đừng có chơi cá nhỏ. Mày để phao sâu quá. Lên cá nè mọi người. Gỡ đi rồi chặn, gỡ đi. Cậu đi cá rô lên rai là nó ăn nó, hiểu không? Tại mày câu nhiều chỗ, câu một chỗ nào chỉnh được. Cá nó, cá lớn từ từ đó, hiểu không? Nó có trọng rồi đó. Ô thằng này. Hậu đậu trời. Trời. Con cá rô mà không dính mà làm gì? Sao bắt cá lóc được? Trời ơi, tích cá cá bự. Thôi thay vô. Hồi đại vô đi vươn đó cái. Có trên mặt đó. Bỏ ông bỏ ngoài đi. Có gì ăn mà chìm phao cái mất tiêu à. Trời ơi nó rỉa tài tình luôn á. Hả? Cắn cái cạch hết bộ lên luôn, hay thiệt. Lên bao sâu à? Sâu đâu, kệ đó. Nó lẩn lẩn nó cũng ăn mà chìm đáy nó cũng ăn đó. Kệ đại đi. Chìm nó... đáy có cá lớn. Nhưng mà lẩn thì không có cá lớn đâu. Hiểu không? Qua kia cho mát không? Ghê thiệt kìa. Đúng rồi thì cháu ăn đi.
dạ dạ, chị phải thấy không? Trời ơi. Rú biển hả? Rú biển mọi người. Vậy tao biết nãy giờ nó xảy là do con biển rồi đó, thấy không? Con lóc nãy giờ đó, không? Đó, nó có hai sấy rồi nó đó. Lóc quá trời luôn, thấy thì thấy nó luôn mà. Mấy góc bờ cắm này vô mánh ha. Góc này nhiều nè. Làm ăn đêm câu rê ngon rồi nha. Hẹn mà chứng sao. Đúng không? Lên hàng mọi người. À. Sạc lại câu cá rô đi, đừng câu cá đó chi bắt câu. Cá đây mọi người. Kéo con dế lên nằm sát cái phao. Cá lóc nó nhào lên ăn cái phao mọi người. kéo con dế được sát cái phao luôn. Ô mà dễ dính cỏ không ăn này. Câu mày chán quá. Đó. Mẹ kéo sát đá giống như anh nè. Câu cá rô mẹ đi hồi cá lóc xuống nó ăn. Bỏ đi. Sâu quá. Câu cá rô để tối cắm câu xử nó. Hiểu không? Có mùi dế có mùi ong cực quá. Cái này có cần câu rê mới được hiểu không? Mấy chị nè. Ờ câu máy đó. Ủa cá rô nhóc vậy kìa. Úc lình bình luôn. Cái này phải có cám á, gì hậu dụng nó lại ha. Hiểu không? Cám mình phải rang. Không có cần rang gì nữa, có là bút à. Đâu cá đâu? Ủa mày để nó nuốt luôn rồi. Nuốt nó sẽ chết. Trời ơi nuốt rồi. Nó còn. Câu này không có cảm giác bằng con chút giật tực tực. Nó trùng lao. Sao không có? Có phao em không quen. Không muốn rộng đi. Dạ. Kiếm những nhịp phao rồi giật thôi. Kìa, có anh nhịp nhịp phao kìa. Ủa. Lên. Trời ơi. Câu hai cây đó, dẹp cái đó đi, cuốn cái đó đi. Nè. Làm thành cây cần câu hoàn chỉnh đi, dẹp đi. Câu một cây đi kìa. Chưa đúng ổn quá ha. Cất cái đó đi. Bỏ vô bao lại đi. Câu thằng câu cây đi. Rồi cái nút này đâu đâu rồi. Này ba cái nút trong đó hết. Bỏ vô bao đồ câu hết hiểu không? Đồng đồng nữa kìa. Nè mày gãy ghê cũng gãy nhẹ nhàng thôi hiểu không? Mạnh tay nó không được đâu.
hả? Hàng tàu. Rồi. Không xài hàng tàu thì không có gì hàng gì để xài chứ. Tại đồ đồ Mỹ đồ Nhật đồ nó mắc lắm, xài không nổi đâu. Đó. Tao câu mồi này, mày câu mồi ong đi. Má chưa gì dứt à. Chưa gì dứt không? Chết thì chưa. Đâu vậy? Thôi quay đây đi cậu, đây đi tao quay phim rồi mày đi đó sao quay. Thôi đi đi hai thằng luôn. Sắp to lắm. Chia chia á. Không có chia. Sắp quá. Tặng cái lũ tràm đó. Đâu? Nè, mấy cái đám tràm cây không ngon rồi nè. Đây nè. Hoa không ơi. Còn đi. Đây nắng à. Thôi cậu đi đi, mày lại lẫn ruộng nó dướng công gỡ lắm. Cậu đi đi. Ở đây đi. Cậu quan trọng là cái phim chứ nắng gì. Mày cậu đó sao quay? Thôi mày, thôi mày làm không được, thôi được câu câu làm tao rối thêm nữa. Tao là ta chân nhẹ nhàng thôi. Mày làm hồi rối nữa làm bạc cái chừng nó chịu không nổi đâu. Muốn tôi mua mày cây cổ trúc quá. Không thấy cá ục quá. Để nhẹ nhàng xuống đi rồi móc mồi lại đi, mồi nhỏ quá. Không có để im đi. Nó ăn giật phải không? Chó từ từ giật qua hướng này nè, mà giật nó hồi dưới nó đi gỡ cây khùng luôn á. Rồi nãy chưa có kinh nghiệm rồi. Ở đây mày câu còn dướng vào chàm mày câu chắc mày đi gỡ suốt ngày quá. Lưỡi này có ảnh không anh? Không có sao đâu, mày làm gì mà lính cái lưỡi thì ơi. Không lưỡi có ảnh luôn, dễ dính dính nó không thấy luôn á. Con cá mà sao không có ngạnh. Chỗ này câu thấy thôi. Wow, bên kia câu bên này sen câu là quải quá. Này sen câu nó dướng hiểu không? Nghe nhà ơi. Anh ơi, em nhấn vào Zalo một không thì anh nhấn lại. Rồi rồi để báo em sớm nhé, để vì mà kinh doanh khách ở công ty người ta sẽ sốt, người ta còn lên danh sách để nằm của đón doanh. Rồi em ok ok. Được không? Dạ. Lên bốc dế câu đi. Ông bự, ông này nhỏ quá.
Coi cũng lại sợ quá, dữ quá. Dữ quá, không được gỡ. Đây ban đêm câu có cá chị vàng. Ủa chị này nhẹ quá, nó không có chống đầu được. Để nhẹ nhàng thôi, gỉ vừa tay, đừng có để chặt quá. Vô bùa nhùa nó vướng đó. Để đâu chống mẹ đi, ừ. Rồi để con tay rồi để. Có giật thì giật qua mấy này, giật nhẹ thôi, không cần mạnh đâu. Nghĩ vòng vòng quá. Hai mồi quá, mồi này kỳ quá. Lên. Dạ. Lên. Hình như cá bự hết rồi, còn cá nhỏ không à? Có dính là mai rồi. Hả? Có dính là ok rồi. Dính là được con chơi ha. Câu hồi hết mọi cấm câu luôn. Hiểu không? Hết luôn à? À. Tôi vũ ra coi cái con này luôn. Không còn. Không à. Thử ra. Dư đồ cấm không? Dư. Dư. Nhiều lắm. Cá đó coi. Dạ. Rồi gỡ nữa. Trời. Gỡ đi, gỡ nó cho. Còn cá không? Thôi cho sắc sảy rồi. Cá mà. Con này nhỏ. Rồi sảy đâu. Không sảy đâu. Sâu ghế ha. Còn cá không? Sậy hả? Hả? Sậy hả? Còn. Đấy, còn. Quay. Còn cá mọi người. Buông ra đi, buông đi. Tao thấy, nó còn mà. Còn cá mọi người. Ủa cái lỗ này quá. Thấy không? Cây à. Đang dính. Ủa cái lỗ nó ghê trời ơi. Rồi rớt luôn rồi. Vừa lên là vừa rớt luôn á. Đây mọi người. Sao nãy giờ mày đứng hình không vô chẳng? Lên. Bực bực. Làm ăn được quá chẳng ơi. Chơi lỗ mới đi, để xuống là nó có là nó đớp tiền ha. Không. Chiều mát là có giờ nó ăn rồi đó. Cá này còn hơi nhỏ, coi chừng tháng nữa còn ngon. Không. Cái rô này ăn không có chìm phao ơi. Nó nhúc nhá rung cái nó ngưng à. Tưởng nó chưa ăn không à. Ha. Cá này ngộ thật chứ. Coi cho mà nhúc rung rung nhúm nhóm thử nha. Vô thùng mà. Đây
phao nè. Lên nè, lên mà sảy à. Còn cá. Còn cá chẳng ai mà xuống nó. Gỡ nó đi, gỡ đi cho. Này nè. Còn cá đó nha. Đang chín rồi, lội xuống đụng động trời. Chứ sao mà để được. Đây vậy? Còn cá đó nha. Con nút lưỡi nhẹ, nhẹ để nó chết rồi nè. Trời đủ nữa nó phóng ra. Hả? Còn má. Nãy giờ hai con này dính anh không hay luôn. Nó cứng á. Dính khen nữa. Gỡ chặn ơi. Cái này như sảy cá à. Sảy cá hả? Sảy à. Má không hay. Rô. Má không hay luôn á. Phao sâu quá, nó ăn rồi đó, chịu câu đi. Lên. Áo vô. Chịu ăn rồi đó. Cái này trông trọng mà nó không bự luôn rồi. Lấy cái áo gỡ cho nó đỡ đau. Ô, rô mề. Rô mề. Nè, chẳng ơi. Được không? Còn cá không? Còn cá không? Tao mới dính con cá rô mề nè. Cũng không mời giờ mấy bự bự rồi. Nguy hiểm quá. Rừng này nguy hiểm quá. Thấy nữa. Giờ tối mình đi thăm câu nha mọi người. Chiều cấm dế thấy cá lồng tông nhiều quá, chắc tình hình này căng lắm mọi người. Cá rỉa sụp mồi rồi. Đợt này đi không có chuẩn bị tốt nên không có đem nhái theo để cấm câu nha mọi người. Thôi kệ, thăm đại để có thì hên xui mọi người.
Thăm nãy giờ không có cá mọi người ơi, giờ tôi view cá câu hồi chiều cho chua cho mọi người xem nha. Nói chung cũng khá đó, bán ký ngoài mọi người, vậy cũng vui rồi nha. Tạm biệt mọi người nha mọi người. Thành quả bữa câu rồi mọi người, cũng ngon lắm nha. Hai con cá lóc, hai lóc cẩn nè. Mới cá rô ngon rồi, cũng mấy cá rô biển đâu vậy? Không mới cá rô biển. Sao ở đây rừng không có đề cái bào này không có tác mà sao nó không có cá lớn mọi người, không biết sao. Không kể đi. Lớn nhỏ thì câu vô đây thành công rồi nha mọi người. Thôi bye bye mọi người nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ ha. Buổi chiều chơi vậy là cũng thành công quá mọi người.